ta có quá nhiều tin hay về vấn đề bầu cử giữa nhiệm kỳ 6/11/2018. Cho đến bây giờ thì kết quả mọi việc đều đã rõ ràng, ngã ngũ là Đảng Dân Chủ đã chiếm được Hạ viện của Hoa Kỳ với cái tỷ lệ là 220 ghế dân biểu thuộc về Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa chỉ có 193 ghế. Đây là một cái sự kiện mà Đảng Dân Chủ rất ước mong từ lâu nay. Và họ nghĩ rằng là nếu Đảng Dân Chủ chiếm được Hạ viện, họ sẽ làm được nhiều việc có thể bất lợi cho Tổng thống Donald Trump. Một trong những cái đường lối mà họ muốn là impeach, có thể đàn thạch và truất phế. Rồi bà Nancy Pelosi là một người cũng sẽ hy vọng được tiếp tục làm phát ngôn viên của Hạ viện hay là Chủ tịch Quốc hội. Bà cũng nói rằng là hồ sơ để điều tra Tổng thống sẽ được xúc tiến. Thế thì tất cả hai những điều mà đe dọa trên kia đều là vô nghĩa. Bởi vì thưa quý vị biết rằng là impeach a president, đàn hạch hay truất phế một tổng thống, không phải là chỉ có ở Hạ viện. Chắc quý vị còn nhớ ông Bill Clinton sau khi đã đưa cô bé Monica Lewinsky vào Tòa Bạch Ốc làm chuyện bậy bạ, thì Hạ viện của Đảng Cộng Hòa đã ra một cái dự luật là truất phế Donald Trump. Đa số đồng ý là vì lý do là vì đó là Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà khi đưa lên trên Thượng viện thì họ ngưng ngay, họ bảo là cái chuyện vô duyên rồi bu. Lý do là vì Thượng viện thuộc về Đảng Dân Chủ. Quý vị thấy không? Thế thì bây giờ cũng vậy. Thí dụ bây giờ ông Donald Trump ông làm bậy, chứ cái chuyện đó thì cho đến bây giờ thì chưa bao giờ xảy ra. Mà chỉ đều thấy rằng là Donald Trump là một vị tổng thống tài ba của đất nước. Suốt 40 năm nay chưa có một vị tổng thống nào được như thế, ngoại trừ sau ông Ronald Reagan. Đối với Obama thì quá bết. Mặc dù bây giờ anh chàng nói theo một số nịnh bợ thì anh chàng da màu. Rồi bây giờ một số đài của Cộng sản thì nó gọi là anh chàng gốc Phi. Tôi chả hiểu gốc Phi là cái gì. Bởi vì một là phi luật tân, hai là Phi Châu. Thế thì da đen đâu có phải phi luật tân, da đen thuộc về Phi Châu. Thế mà những cái tên cán ngố ngớ ngẩn nó vẫn nói rằng đây là một người, số người gốc Phi. Thì cái chuyện chính người Mỹ rồi, quý vị nào thích Cộng sản thì cái việc nghe gốc Phi, còn người quốc gia chúng tôi thì nghe nó ngớ ngẩn. Làm gì có chuyện người gốc Phi? Một là phiêu luật tân, hai là Phi Châu. Phi Châu là da đen. Thế thì cái anh chàng da đen Obama có lắm người gọi là những lời thì hơi nặng đề, gọi là khỉ đột, gọi là đời ươi. Chúng ta không nên dùng những cái chữ đó. Chúng ta cứ nói rằng Phi Châu là Phi Châu, da đen là da đen, cái nó không có tội lỗi gì cả. Thế thì trở lại vấn đề, Đảng Dân Chủ bây giờ có nằm mơ cũng không chiếm được Thượng viện, là vì Thượng viện vẫn cho Đảng Cộng Hòa nắm, mà kỳ này Đảng Cộng Hòa lại còn thêm ghế cơ. Chắc quý vị nhớ trước khi bầu cử thì Đảng Cộng Hòa chỉ được có 51/49, có phải không? Hơn được có 2 ghế. Nhưng mà hôm nay Đảng Cộng Hòa đã hơn được không phải là 2 ghế, mà nó sẽ hơn được đến 8 ghế. Thượng viện bây giờ là chỉ có 44 ghế của Đảng Dân Chủ, Cộng Hòa đến 52. Cho nên trong cái bài diễn văn sáng nay, chốc nữa tôi sẽ bàn về vấn đề bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump. Ông nói thẳng, chưa bao giờ Đảng Cộng Hòa mà thành công mạnh như hôm nay. Suốt 80 năm qua, không có cái thời Tổng thống nào mà bầu giữa nhiệm kỳ mà lại được lên đến 5-6 ghế như lần này. Còn riêng Obama thì lại mất đến 6 ghế sau cái nhiệm kỳ ở giữa nhiệm kỳ. Nói tóm lại, Cộng Hòa bây giờ nắm Thượng viện, Dân Chủ nắm Hạ viện. Rồi có một số người hỏi bà giáo sư như vậy thì là Cộng Hòa có nguy hiểm không? Bà giả thưa không. Lý do là vì ông Donald Trump này, thứ nhất dựa trên hiến pháp gọi là balance power and check, tức là kiểm soát quyền lực và cân quân bằng quyền lực giữa ba ngành lập pháp, tư pháp và hành pháp. Không có ông nào hơn ông nào cả. Mà nếu ông Dân Chủ muốn kiểm soát được ông hành pháp thì lại phải có gây bè gây cánh với tối cao pháp viện và Thượng viện. Thế thì bây giờ tối cao pháp viện quý vị thấy đa số lại thuộc về bảo thủ, conservative, tức là Đảng Cộng Hòa.
5 ông bà bảo thủ mà chỉ có 4 ông bà cấp tiến, tức là liberal, tức là đảng Dân Chủ. Đây là chưa nói đến vấn đề vài hôm nữa, bà già Ginsburg năm nay bà 85 rồi. Chờ trái nắng chờ trời, bà ấy sẽ ra đi hoặc là bà ấy đau ốm. Thì ông Tổng thống Donald Trump có bổn phận phải là kiếm một người thay cho bà. Rồi khi đó đảng Cộng Hòa sẽ thành 6/3, tức là 6 người đảng Cộng Hòa bảo thủ, 3 người chỉ thuộc về đảng Dân Chủ. Đây là buồn buồn nói thêm một bà nữa là bà Kagan. Quý vị biết bà Kagan năm nay cũng ngoài 60 và bà ta bị bệnh tiểu đường rất nặng. Thường thường họp hành bà ta vắng mặt. Mà nếu kỳ này bà ta lại còn nằm một chỗ nữa thì Tổng thống Donald Trump lại có cơ hội phải kiếm thêm một người thay bà Ginsburg, thay bà Kagan. Đến giây phút đó là thành ra 7/2. Quý vị thấy không? Cho nên đảng Dân Chủ không có nằm mơ để mà có thể hại Tổng thống Donald Trump. Có thể gây nó trở ngại một chút chút. Thí dụ như các cái đạo luật mà Tổng thống Donald Trump muốn ban hành thì phải đưa cho Quốc hội để họ phê chuẩn. Mà Quốc hội họ không phê chuẩn hay là họ kiếm cách trì hoãn thì nó kéo dài thôi. Nhưng nếu mà đảng Dân Chủ chiếm được đa số Thượng viện, mệt ạ. Quý vị nhớ 3 năm về trước, cái năm cuối cùng của ông Obama, ông ấy muốn đề cử một cái ông tối cao pháp viện thay cho ông Scalia. Quý vị nhớ cái ông Scalia, ông ta bị chết ở Texas. Rồi Tổng thống có bổn phận kiếm một ông thượng nghị, ông thẩm phán thay thế cho ông Scalia. Thế nhưng mà đảng đa số kiếm cộng chiếm ở Thượng viện lại đảng Cộng Hòa. Đó, cho nên ông McConnell là chủ tịch đa số khối, đa số ở Thượng viện. Ông mà không, năm nay là cái năm bầu cử Tổng thống, chúng ta không thể nào mà đi kiếm người khác thay thế được. Chúng ta phải chờ Tổng thống mới. Đấy, đây là cái trò chơi mà gọi là câu giờ. Nếu như anh nào chiếm được đa số Thượng viện, lời vô cùng. Thì Obama cuối cùng phải chịu thôi. Bởi vì đảng Cộng Hòa đa số nắm Thượng viện, không bầu cử, không bỏ phiếu, thì lấy ai kết quả. Cho nên cái người mà Obama đề cử ra thay thế ông Scalia nằm ngủ suốt một năm trời, sau đó Donald Trump lên làm Tổng thống thì lại đưa ông George Gorsuch lên thay thế Scalia. Rồi sau khi Kennedy về hưu, ông lại thay ông Brett Kavanaugh. Quý vị thấy rõ ràng không? Chiếm đa số Thượng viện mới có lợi. Là vì Hạ viện, như chúng tôi đã thưa nhiều lần với quý vị, Hạ viện nó như là một công việc của một bà nội tướng, của một bà vợ. Nếu mà gia đình có một bà vợ tuyệt vời thì gia đình đó chồng con sẽ sung sướng. Người ta cứ nhìn một người chồng, nhìn người con là biết là bà vợ đó tuyệt vời hay không. Có lắm người hỏi bí quyết riêng này, tại sao với cái tuổi tám bó mà giáo sư vẫn còn mạnh mẽ để nói chuyện, để hầu quý vị mỗi ngày. Dạ thưa quý vị, cụ Phan Bội Châu cũng như là nhiều người trên thế giới đều nói rằng là sau lưng một vĩ nhân, chúng ta dùng cái chữ vĩ nhân là hơi quá, sau lưng một người đàn ông thành công bao giờ cũng phải thấp thoáng một bóng hồng. Dương Đại nằm trong cái số đó. May mắn có được một bà vợ gần 60 năm rồi. Dương Đại mà không có vợ, chết ngắt. Đó là một trong số những người đàn ông được sung sướng. Từ miếng cơm manh áo cho đến vấn đề cuộc đời. Hồi bé rồi có mẹ già lo, lớn lên có vợ lo. Cho nên cuộc đời rất thoải mái, tâm hồn nó mới trong sáng để mà hầu chuyện quý vị. Đấy là một cái sung sướng của một người đàn ông, được một người vợ tuyệt vời là như thế. Thế thì trở lại vấn đề Hạ viện của Hoa Kỳ cũng vậy. Đây là lo vấn đề domestic, tức là vấn đề nội bộ trong một quốc gia. Còn Thượng viện lo vấn đề đối ngoại, quốc tế. Bởi vậy cho nên Hạ viện nắm những cái chuyện như là thuế má này, rồi chuẩn chi ngân sách này. Bây giờ ông Tổng thống Donald Trump muốn ngon lành cần 716 tỷ đô la cho quân đội, mà bên Hạ viện không cho thì ông ta cũng đành bó tay. Và nếu mà Thượng viện đồng ý Tổng thống Donald Trump và đề cử ông Brett Kavanaugh mà đảng Dân Chủ không thích, đem ra hành hạ. Quý vị nhớ cái chuyện đó nhé, vào tháng 9 vừa rồi. Cuối cùng đa số vẫn là đảng Cộng Hòa
ông Brett Kavanaugh vẫn thắng và vẫn vào một trong 9 ông quan tòa quan lớn của tối cao pháp viện. Thế thì trở lại vấn đề, quốc hội là một cái thành phần then chốt để mà cung cấp tiền bạc cho hành pháp. Tổng thống chỉ có việc là lập ra chương trình để xin tiền quốc hội chuẩn chi. Còn tổng thống đề cử nội các, tổng bộ trưởng, đại sứ, rồi ký hợp đồng với thế giới, khế ước thì phải qua Thượng viện Hoa Kỳ. Cho nên Thượng viện nó mới nắm cái phần sinh tử của một chính phủ cho vấn đề đối ngoại. Còn Hạ viện nắm vấn đề hầu bao, gạo, cơm, nước, mắm, muối vân vân của một chính phủ. Và tối cao pháp viện là một ông trung gian ngồi, nếu tuyên bố Hạ viện Quốc hội vi hiến thì việc đó sẽ không thành. Và tối cao pháp viện khi mà bị kiện của Quốc hội với hành pháp và ông tối cao pháp viện tuyên bố hành pháp vi hiến thì điều đó cũng không thành văn. Cho nên nói tóm lại, Hoa Kỳ là một quốc gia lý tưởng tuyệt vời, được các vị quốc phụ đã lập ra một hiến pháp mà không có trên thế gian này. Cách đây hơn 200 năm, nhờ thế Hoa Kỳ đã phát triển một cách tuyệt vời và sung sướng nhất là đặt niềm tin vào Thượng Đế và Thiên Chúa. Cho nên chúng ta mới thấy rằng In God we trust, các đồng tiền, các giấy tờ, các hiến pháp và các luật lệ của Hoa Kỳ là như thế. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.